Đây. Thì cô chưa giải thích, chưa làm cái này cho các bạn. Tức là cái self choice hoặc là self relationship, nhớ không? Thì bây giờ ta sẽ thể hiện cái đề bằng code. Okay. Thì cô không có viết code nữa mà cô làm luôn nhá, cho nó nhanh. Tức là cô sẽ thêm một cột nữa trong cái bảng nhân viên này nè. Cô muốn report to, có nghĩa là tôi sẽ báo cáo cho ai đó. Mà cái người đấy đương nhiên là nhân viên rồi. Thì đương nhiên là cái thực thể đấy sẽ nằm trong cái bảng nhân viên. Đúng không? À, người ta sẽ self-choice. Cô sẽ thêm một cột nữa. Cột là report. Quên, cái này đang tiếng Việt đúng không? Người báo cáo. Đấy. Báo cáo cho ai? Thì mã nhân viên là N300 mấy hả? 10. Đó. Rồi, cô lưu lại. Yes. Ok. Rồi, các bạn sẽ tạo một cái liên kết như này. Anh này sẽ liên kết với anh nào? Người báo cáo. Ok, mã nhân viên sẽ tham chiếu với người báo cáo. Ok. Ok. Nó tạo thành một cái self choice. Đấy, thấy chưa? Đấy, một cái tham chiếu như vậy. Ok. Đúng không ạ? Thế tí nữa ta sẽ làm cái, ta nhập liệu xong, ta sẽ làm cái truy vấn self choice. Đúng không ạ? Trước khi truy vấn đó thì ta sẽ truy vấn một số cái. Rồi, ta quay lại câu lệnh SQL cái open file. Cái bài hôm bữa là demo. Đây. Ok. Được chưa? Quản lý nhân viên. Ok chưa? Đó, phòng ban. Rồi nếu cái này thể hiện code thì các bạn về viết thêm cho cô nha. Rồi ta chèn dữ liệu được cái gì rồi ạ? Cái này ta select nhân viên có chưa? Rồi, chỉ có người báo cáo là chưa có thôi. Đúng không ạ? Đó. Rồi, phòng ban bữa trước là có rồi đúng không các bạn? Đó. Phòng ban đâu? Đây, select sao from phòng ban. Ta có 2 phòng KT01. Bây giờ truy vấn như thế này. Thứ nhất là câu truy vấn thứ nhất, đó là các bạn kiểm tra cho cô liệt kê tất cả những nhân viên thuộc phòng KT001. Hoặc là nói KT001 các bạn đưa mã vô là xong. Thì bây giờ cô nói nè, tôi không biết mã bao nhiêu nhưng tôi muốn lấy tất cả nhân viên thuộc phòng kỹ thuật. Có hiểu không ạ? Nếu biết mã thì các bạn có thể truy vấn trực tiếp thông qua mã. Nhưng bây giờ tôi không nhớ mã. Đúng không? Có mã để liên kết đi rồi. Nhưng mã tôi không nhớ, tôi chỉ biết là phòng kỹ thuật thôi. Ok. Đúng không ạ? Thì ta sẽ làm như sau. À, câu thứ nhất, câu lệnh truy vấn ha. Truy vấn là nhất là liệt kê toàn bộ nhân viên thuộc phòng kỹ thuật. Tôi không nhớ phòng gì, tôi chỉ nhớ phòng kỹ thuật thôi. Nhớ mà. Thì bây giờ nè, các bạn nghe cái câu lệnh truy vấn nha. Liệt kê toàn bộ nhân viên, vậy cái bảng nhân viên sẽ là bảng chính. Đúng không? Cái tôi cần lấy là lấy bảng nhân viên. Hiểu không ạ? Tôi không phải lấy phòng, nhưng tôi chỉ lấy nhân viên thuộc phòng đấy thôi. Thì tôi phải select sao from nhân viên trước. Đúng không? Ok. Đấy, vậy cô sẽ thể hiện các bạn hai cách. Một cách là dùng tích để cá, một cách là dùng phép choice. Ok. Rồi, tôi sẽ có là select sao from nhân viên. À. Rồi, tôi không biết mã bao nhiêu mà tôi chỉ biết tên phòng. Vậy tên phòng nó chỉ nằm ở trong bảng nào? Phòng ban. Đúng không ạ? Dùng tích để cá thì ta sẽ phẩy phòng ban. Vậy tôi truy vấn từ hai phòng đúng không ạ? Hai bảng đúng không? Where với điều kiện gì ạ? À,
tên phòng ban. I didn't like. Đúng không? I didn't like. Nháy nháy. Phần trăm kỹ thuật. Các bạn thấy là tôi chỉ nhớ chữ kỹ thuật thôi. Còn cái mà phòng kỹ thuật thì nó chính xác rồi đúng không? Thì bây giờ tôi không nhớ chính xác rồi, tôi không biết là có chữ phòng hay không. Tôi đưa vào chữ kỹ thuật và các bạn chạy truy vấn. Ồ, không ra. Rồi, cái này là nó phân biệt chữ hoa, chữ thường rồi. À, rồi rồi. Rồi, đúng rồi, có chữ N. Select, chính xác. Bữa trước là tại nhập Unicode đúng không? From, phòng. Select cái chắc ăn có gì nè. Rồi, ok, chính xác. Vậy nó phải có chữ N. N là Unicode, chính xác. Ra chưa? Rồi, ông này cũng phòng kỹ thuật luôn hả? Ok, được chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ ta dùng phép try. Thì ta lại tương tự như vậy, nhưng ta không để là ô. Chưa. Thêm nữa. Thêm nữa, and. Phải có and nữa em. And gì đấy hả? Thiếu một cái, xin lỗi. Nhân viên chấm mã phòng. Mã phòng ban. Nó phải bằng phòng ban, chính xác. Chấm mã phòng ban. Cái này sorry, bởi vì cô chưa có phải. Phải có cái điều kiện này nó mới được các bạn à. Không có điện cái điều kiện này thì nó sẽ lấy hết. Hiểu không ạ? À, ta coi nha. Bây giờ còn lại mấy người? Có hai người thôi. Khi nãy không có điều kiện này là cái anh mà anh cuối cùng á, là không có phòng nào hết, nó cũng lấy ra luôn. Hiểu không ạ? Tích đề các nó nhân hết mà. Nhưng mà tích đề các có điều kiện. Phải có điều kiện là hai cái cột mà các bạn tham chiếu á, nó phải bằng nhau. Vậy bằng nhau ở đây nghĩa là gì? Cái từ bằng nhau các bạn nghe rất là mơ hồ đúng không? Bây giờ cô sẽ nói là khái niệm bằng nhau nè. Select sound from nhân viên. Đây, cô sẽ select hai cái bảng này các bạn coi ha. Anh này là phòng kỹ thuật nè, kỹ thuật 1, kỹ thuật 2 đúng không? Thì ở đây các bạn thấy cái nào có kỹ thuật 1? Cái này. Đúng không? Cái này có kỹ thuật 1 đúng không? Cái này tham chiếu, tức là hai cái mã này phải bằng nhau mà. Kỹ thuật 1 có đúng không? Cái này có bằng cái nào bên này không? Không. Cái này có bằng cái nào bên này không? Không. Cho nên nó sẽ không được lấy. Không được lấy ra. Có hiểu không nhỉ? Còn nếu không có điều kiện nó sẽ lấy ra hết. Ví dụ cho các bạn coi, nếu không có điều kiện thì có bao nhiêu nó lấy ra hết. Select sao from nhân viên phải phòng ban, nó sẽ tích đề các mà. Nó sẽ lấy ra hết. Ông Thành Tâm này kết hợp phòng kỹ thuật. Cái này kết hợp kỹ thuật. Văn Thành kết hợp kỹ thuật. Thành Tâm kết hợp phòng kế toán. Tức là nó tích mà, nhân mà. Sẽ nhân từng cái một, từng cột một. Hiểu ý không? Đấy. Cho nên các bạn phải có điều kiện là hai cái khóa này nè, nó phải bằng nhau. Ok. Thì các bạn mới lấy chính xác được. Thấy chưa? Đấy, đó là đặc điểm của tích đề các. Rồi, vậy tích đề các thì các bạn phải có điều kiện này là bắt buộc. Thế. Rồi bây giờ còn một cái nữa là gì? Choi, phép kết thì sao? Bản thân trong phép kết là nó đã có điều kiện rồi. Và cú pháp của phép kết nó sẽ là như thế này. Select sound from nhân viên. Nó choi. Choi với bảng phòng, phòng ban. Và phép choi thì luôn có phép gì đấy ạ? Toán tử on. Kết dựa trên cái gì? Đúng không ạ? À, nhân viên chấm mã phòng ban sẽ bằng phòng ban chấm mã phòng, phòng ban. Ok. Các bạn thấy nó cũng ra kết quả như cái kia đúng không? Y chang.
Bởi vì bản thân cái phép kết, phép join này nó đã phải có điều kiện rồi. Và hai điều kiện này nó phải như nhau, các bạn thấy không ạ? Ok chưa? Thế cho nên nếu các bạn bình thường các bạn mà dùng lầm bí, các bạn dùng cái phép tích để cáng thì cô khuyên là các bạn nên dùng phép join hơn, nó đỡ bị quên, hiểu không? Đấy, có hiểu chỗ này, có ai thắc mắc gì không? Hả? Ờ, thêm một cái điều kiện phòng kỹ thuật nữa, có chứ? Mơ hồ đúng không? Chính xác. Rồi tại sao cái chỗ này không thêm phòng kỹ thuật mà nó vẫn ra? Bởi vì cái dữ liệu của ta chỉ có mỗi phòng kỹ thuật được kết thôi, còn mấy phòng kia chưa được kết, hiểu không ạ? Còn được kết nữa là quê. Quê gì đấy hả? Ờ. Rồi, cô giảng lại nha. Cô giảng lại cái bài này, cái đoạn này nè. Cái chuyện các bạn không hiểu là chuyện bình thường. Bây giờ tôi sẽ có bảng phòng ban. Cô tham chiếu tới bảng gì? Bảng gì ạ? Nhân viên. Đó. Một phòng ban thì có nhiều nhân nhân viên. Đúng không ạ? Và mã tham chiếu sẽ là mã phòng ban nằm ở đâu ạ? Trong bảng nhân viên này. Ok chưa? Rồi. Để lấy dữ liệu ra thì tôi có một yêu cầu như thế này. Tôi đặt, tức là các bạn phải đọc cái yêu cầu bài toán. Đúng không ạ? Các bạn hãy lấy cho tôi, liệt kê tôi toàn bộ nhân viên thuộc phòng kỹ thuật. Đó là yêu cầu đúng không ạ? Đó, yêu cầu để các bạn cần phải truy vấn. Ok, các bạn phải viết câu lệnh truy vấn. Thì dựa vào yêu cầu, dựa vào yêu cầu các bạn phân tích như sau. Thứ nhất là dữ liệu các bạn phải lấy từ bảng nhân viên, ok. Phòng kỹ thuật, vậy ở chỗ nào lưu trữ phòng kỹ thuật thì phải có tên, tên phòng hoặc là mã phòng đúng không? Nhưng ở đây có nói đến mã phòng không? Dữ liệu về mã phòng không có, tại vì tôi không biết là phòng kỹ thuật có mã bao nhiêu, hiểu không ạ? Ok. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là cái tên phòng kỹ thuật, tên phòng nó nằm ở trong bảng phòng ban. Vậy cái bài toán này bắt buộc phải dùng phép kết hoặc phép join như nào đấy trên hai bảng, truy vấn hai bảng chứ không thể truy vấn một bảng được. Ok chưa? Vậy truy vấn hai bảng thì ta sẽ có nhiều cách để truy vấn. Cách thứ nhất là dùng phép gì đấy ạ? Tích để cát. Cái phép thứ hai là dùng phép trời, đúng không? Thì cô sẽ để mô các bạn hai cách. Tích để cát là sao? Tên bảng thứ nhất phẩy tên bảng thứ hai là xong, đúng không ạ? Sau đó các bạn phải có điều kiện bắt buộc, đó là điều kiện gì đấy ạ? Hai cái cột này bằng phải bằng nhau. Cái cột này nằm ở bảng gì đấy? Nhân viên, nó phải bằng cái cột này nằm ở bảng phòng ban. Vậy tôi hỏi các bạn, tại sao phải là nhân viên chấm mã phòng ban rồi phòng ban chấm mã phòng ban? Có ai biết chỗ này không? Tại vì nó trùng. Trùng thì nó không biết là của cột nào, của cái bảng nào. Nếu các bạn đặt không trùng thì không cần chấm, hiểu không ạ? Nhưng ta đặt trùng để phân biệt, có hiểu không ạ? Bây giờ nha, ví dụ tên phòng ban, đúng rồi, tên phòng ban của bảng nào? Tên phòng ban của bảng nào? Bảng phòng ban. Nếu đúng ra các bạn phải gõ như này nè. Phòng ban chấm tên phòng ban, đúng không? Nhưng mà bởi vì cái tên phòng ban nó không trùng với cái nào hết, có một cái, hiểu không? Trong hai bảng này nhá, nó chỉ phân biệt trong hai bảng này thôi. Ở trong cái lệnh select, bởi vì có một tên phòng ban thôi, cho nên chỗ này gì đấy ạ? Để tên phòng ban nó cũng chịu, đúng không? Rồi bây giờ select sao? Tôi không select sao? Tôi select là mã nhân viên nè. Phải tên nhân viên nè. Thế phải mã phòng ban nè. Tên phòng ban nè. Đúng chưa? Các bạn thấy là chỗ mã phòng ban bảo lỗi chưa? Tất cả những cái khác không lỗi, tại sao mã phòng ban lại bị lỗi? Tại vì bị trùng. Và các bạn đọc thông báo lỗi nha. Ambiguous, ambiguous là không phân biệt được. Nó không phân biệt được cái này là cái nào. Có hiểu không ạ? Có chữ mã phòng ban nè, nó bị nhầm lẫn. Và để tránh lỗi thì các bạn lấy cái này chấm cũng được, mà lấy cái nhân viên chấm cũng được, cái nào cũng được, miễn là
các bạn phải phân biệt nó ra. Chưa? Hết lỗi chưa? Hiểu không ạ? Đấy, đó là vì sao hai cái này các bạn phải lấy má nhân viên, phòng ban vân vân. Ok. Đó, thì bây giờ chạy nó sẽ hết lỗi. Ok. Hết lỗi. Rồi. À, cái này được gọi là phép tích đề cát. Đúng không ạ? Tích. Phép tích đi chứ đề cát nó kỳ lắm. Nghe toán học. Phép tích đúng không? Phép nhân. Thì nhân là các bạn chỉ cần gì đấy ạ? Lấy tên bảng thứ nhất phẩy tên bảng thứ hai là xong. Nhưng mà nhớ cái điều kiện này. Ok. Rồi, có hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Bởi vì nó là cú pháp thôi mà. Đúng không? Còn cái thứ hai nó tương tự cái trên thì chỉ khác cú pháp thôi. Hiểu không? Cú pháp là gì? Bảng nhân viên được choi vào bảng phòng ban, được kết vào bảng phòng ban. Và cú pháp của nó như sau: đã có choi thì phải có on. Và on này là điều kiện hai cái cột nó phải có cái giá trị giống nhau. Hiểu không? Nhớ là phải có value giống nhau nó mới kết. Không có nó không có ra dữ liệu nha. Where cái này là like kỹ thuật là nó là cái điều kiện này. Được chưa? Là các bạn thêm điều kiện vào thôi. Tất rất nhiều phòng nhưng tôi chỉ lấy phòng kỹ thuật thôi. Còn nếu không có điều kiện này thì sao ạ? Nó lấy hết tất cả các phòng mà có liên kết. Hiểu không? Hiểu chưa ạ? Đó, thế thôi. Được chưa? Hiểu không ạ? Tấm sơ sơ chưa? Cô đoán là sẽ sơ sơ cho nên nói trước vậy đó. Ok, từ từ làm nhiều nó sẽ quen. Các bạn phải làm. Muốn hiểu cái gì đó từ các bạn làm. Thì sai bình thường các bạn nhé. Sai xong các bạn sửa. Sửa nó sẽ hiểu. Ok. Nói thật các bạn là ngày xưa thậm chí cô đi làm không hiểu luôn. Chạy được thôi. Chạy được thôi, chạy pha pha, chạy ok. Mà cứ nghĩ là mình hiểu rất sâu sắc. Không phải. Cô có một cái kỷ niệm về cái môn SQL Server này nè. Vui lắm. Cô ra trường là cô làm SQL Server liền. Năm 2000 là cô đã làm rồi. Làm rất nhiều dự án đến SQL Server. Nhưng đến khi cô mới giảng thử một buổi Aptech. Giảng thử nha. Nói về câu lệnh truy vấn mà cái phần sau câu lệnh mà lồng nhau ấy. Trả lời vẫn bị sai. Trả lời vẫn bị sai. Có hiểu không ạ? Đấy, và sau đấy cô mới biết là nhớ mãi các bạn. Biết mình đang thiếu cái gì. Hiểu không? Nói đi làm vậy mà đi làm thôi đấy. Cô đi làm được 5 năm rồi nha. Đi làm 5 năm rồi mà chưa chắc đã hiểu thấu đáo một vấn đề đâu. Xong các bạn phải kết hợp giữa việc các bạn đi làm, xong kết hợp với lại lý thuyết, xong lại kết hợp với việc đi làm. Như vậy nó sẽ mới sâu sắc được. Sâu sắc được. Còn người sữa mắc cười lắm. Tài liệu không có đọc. Hiểu không? Làm cho nó chạy vậy thôi. Đó. Ok. Cho nên chỗ này các bạn cứ làm cho cô đi nhá. Rồi một cái nữa nè. Cái việc đặt tên. Nếu như các bạn cảm thấy tên nó dài, làm biếng viết lại như này cực đúng không? Ok. Thì đặt tên. Ta gọi là alias. Cái danh ẩn nặc danh ấy. Cũng phải nặc danh mà đặt một cái danh mới. Alias. Hiểu không? Đọc cái tên mới. Đúng không? Với cái này các bạn là đặt NV. Cái này là phòng ban là PV chẳng hạn. Thì ở chỗ này các bạn phải để là gì đấy? NV. Chỗ này là để PV. Cái này sẽ để là PV hoặc chữ P cũng được. Làm biếng. Đúng không ạ? Cái này được gọi là cách đặt tên. Đặt lại thôi để các bạn. Nó chỉ có giá trị ở trong câu lệnh select này thôi. Chứ bản chất của nó vẫn là bảng nhân viên. Hiểu không? Bản chất vẫn là phòng ban. Chẳng qua các bạn đặt lại để các bạn gọi, viết cho nó dễ. Hiểu không ạ? Cái này được gọi là đặt lại tên. Alias. Tên khác của nó. Đúng không ạ? Và lưu ý nó chỉ có giá trị ở trong cái câu lệnh select này thôi. Và tất cả khi các bạn gọi đến cột của nó, các bạn phải gọi bằng cái tên. Tên mới. Lỡ đặt rồi phải gọi tên mới. Không gọi lại tên cũ được đâu. Hiểu không ạ? Nhưng nó chỉ có giá trị trong câu lệnh select thôi. Sang câu lệnh này không có đặt thì cũng không có được. Hiểu không ạ? Vẫn bình thường đúng không? Không có liên quan đến câu lệnh trên. Hiểu không ạ?
ok, cái giá trị trong cái lệnh select thôi. Thì đây là trường hợp tích để các tích, đúng không ạ, phép nhân. Và đây trường hợp phép join. Bây giờ thử làm một cái bài tập được không? Đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ đặt một câu lệnh truy vấn như sau. Tôi sẽ đặt như sau. Ok, đặt một câu hỏi nhé. Cái này cái gì? Cái gì đây? Cái gì đây? Đó. Rồi. Liệt kê cho cô cái này khó liệt kê cho cô nhân viên là trưởng phòng của phòng kỹ thuật, liệt kê cho cô nhân viên là cái người nhân viên á là trưởng phòng của phòng kỹ thuật. Suy nghĩ gì coi. Liệt kê cho cô. Khoan, xin lỗi, đây, đang đây. Đây. Hiển thị đi ha. Hiển thị nhân viên là trưởng phòng của phòng kỹ thuật đi. Ok. Được không? Suy nghĩ sao? Suy nghĩ đơn giản giống nãy cô nói thôi, cái dẫn đường thôi. Đầu tiên là phải cái gì đấy? À, nhân viên đã. Đúng không? Cái nhân viên là cái đầu tiên. Đúng hả? Select. Sao đi? From nhân nhân viên. Join. Phòng ban. À, join thì phải có on. Rồi. Đó là mới là phòng thôi. Giờ sao biết ống kỹ thuật. Què. Đây mới là phòng thôi. Số phòng kỹ thuật thôi. En gì? En gì? Nhân viên chấm gì? Mã nhân viên bằng phòng ban chấm mã trưởng phòng. Được không? Chạy thử. Chạy thử à? Không có. Không có vì sao? Đâu, phòng ban đã có má chưa? Mới không, phòng có, kỹ thuật chưa có đúng không? Kỹ thuật muốn có thì ta insert dữ liệu vô ha. Lấy anh nào đây? Đây, phòng ban đúng không? Đại đi. NV00001 đúng không? Ok. NV00001, ok. Đấy. Thế thử nhá. Ồ, giỏi quá. Được chưa? Quá giỏi. Ok. Đúng rồi. Chính xác. Thế thôi. Tao muốn lấy mà cái kết thì tao chỉ cần kết hai anh này bằng nhau là được rồi. Anh kêu được ra không? Không được ra bởi vì anh kêu đâu có mã đâu mà ra, đúng không? Bây giờ thêm một mã khác là không có nữa, tại vì nó là duy nhất rồi. Ok. Đúng không ạ? Mã nhân viên bằng mã trưởng phòng. Tại vì ông trưởng phòng có cái mã để nằm trong bảng phòng ban. Nó sẽ tham chiếu từ mã nhân viên. Đấy. Rồi. Hiểu chưa? Rồi. Hả? Không giống nhau. Nó sẽ khác đấy. Một quan hệ là nhiều nhiều, quan hệ một nhiều. Một quan hệ nhiều nhiều. Hiểu không? Một quan hệ một nhiều. À,
bạn muốn làm như này. À, cũng rất là hay. Đây, bạn làm như này. Bạn sẽ không kết với phòng ban như bạn không có lấy cái này đúng không? Bạn không lọc hết nhân viên để mới lọc cái này. Bạn lọc luôn cái này đúng không? Ok. Được chưa? Que đúng không? Bỏ cái này đi. Được chưa? Nghĩa là mã nhân viên. À, cũng có thể được, cũng được. Chính xác. Cũng được. Đúng rồi. Tức là anh này chỉ lấy cái mã mà lấy từ phòng kỹ thuật thôi. Hiểu không? Được chưa? Cũng tham chiếu được. Thì bỏ được cái này đi. Bỏ được một cái điều kiện đi. À, ok. Được. Rồi. Xong nha. Bây giờ ta xong được cái gì ạ? À? Được cái tích nè. Được cái choi nè. Được cái đặt tên nè. Đúng không? Bây giờ có một cái kết nữa là kết ngoài. Đúng không? Kết ngoài. Choi. Outer choi. Cái này ta gọi là liên kết ngoài. Phép kết ngoài. À, kết ngoài thì sao? Nó sẽ có 3 loại kết ngoài. Cái đầu tiên là left choi, right choi và full choi. Vậy, thế nào là left, thế nào là right? Các bạn sẽ nhìn lên cái bảng này nhé. Nếu tôi lấy cái bảng nhân viên là trước, hiểu không ạ? À, và nó sẽ nằm ở bên left. Và nếu phòng ban sau thì phòng ban sẽ nằm bên right. Nếu như vẽ lại thì cô sẽ phải chuyển cái này đi nè. Thấy không ạ? Để các bạn hình dung cho nó trực quan. Thấy không ạ? Bên này trái, bên này phải đúng không? Nếu cô gọi phòng ban trước thì phòng ban được gọi là bên trái, đúng không? Nhân viên được gọi là bên phải. Cho nên khi các bạn cái này tôi không quan trọng, các bạn đổi chỗ thì nó sẽ ngược lại thôi. Và bây giờ cô chỉ lấy cái nhân viên trước và phòng ban sau. Vậy trước sau nó dựa vào cái gì nhá? Ta sẽ nhìn vào đây. Ví dụ select staff from nhân viên và phòng ban thì cái choi này lấy làm trung tâm, đúng không ạ? Thì ở bên cái nhân viên bên tay trái thì cái này được gọi là left, phòng ban bên tay phải thì được gọi là right. Vậy cô vẽ trên hình này để các bạn nhìn cho nó rõ, đúng không? Vậy anh này bên trái và anh này bên phải và ở giữa là choi. Ok. Vậy ta sẽ nói trước về cái left choi, đúng không ạ? Nếu mà nói trước về left choi thì ta sẽ lấy cái choi ra trước. Select sound from nhân viên choi với phòng ban, đúng không ạ? On. Lấy luôn nhé. Copy cho nó nhanh. Đó. Các bạn sẽ cho anh này. Thì cái này chỉ ra cái phòng kỹ thuật thôi. Tôi nhập thêm một vài cái nữa, đúng không ạ? Đây. Ok. Đây. Cô nhập thêm một vài cái nữa vào đây nhé. NV không mấy 4. Cái này là hữu nghĩa. Đây, cái ngày thôi. Chị Minh Nam 002 đúng không? Ok. Anh này không có gì, đúng không? À, cái gì đây? Hữu nhân. Ok. Còn gì nữa không ạ? À, rồi ok, vậy thôi. Hữu nhân Hà Văn Thành có rồi. Rồi. Sao em? À, mã nhân viên đổi 05. Tại sao? Cái này để ok, vậy thôi. Ok, trên phòng chạy nha. Insert. Cái gì lỗi gì? Column name on number supply. À,
Cái này cô mở thêm một cột gì nữa? Cột báo cáo cho ai đúng không? Để nôn đi. Tạm thời để nôn đi. Được chưa? Tại vì cái số cột ở trên này với số cái dữ liệu này nó không khớp nhau. Nó lỗi. Rồi còn cô nhập vào bảng phòng ban ha. Cô thêm một phòng nữa. Là phòng gì ạ? À, phòng có má trưởng phòng không? Khỏi cần ha. Phòng nhân sự. Hành chính. Hành là chính đúng không? Má phòng ban bỏ đi. Má trưởng phòng bỏ đi. Được không? 203. Ok. Chạy. Rồi. Ok xong. Bây giờ tôi sẽ demo cái dữ liệu các bạn như sau. Khi cô join cô kết á, thì như này. Nó sẽ lấy có cái phòng này. Cái phòng này là kỹ thuật và phòng kế toán được đưa ra dữ liệu ra đúng không? Bởi vì nó có kết. Nếu mà join. Vậy cái phòng KT003 không có. Đúng không? Với hai nhân viên tôi mới thêm vào không có. Để các bạn coi nhé. Các bạn nhìn nè. Cái phòng hành chính là không có đúng không? Không lấy ra bởi vì không có kết. Anh Hữu Nhân với anh Văn Hành là không được lấy ra bởi vì anh này không có mã phòng ban. Không được kết. Tôi lấy được có ba anh à. Trong đó năm anh không lấy ra đúng không? Rồi, bây giờ tôi sẽ có một vấn đề đặt ra như thế này. Tôi sẽ phải liệt kê tất cả nhân viên. Tất cả nhân viên và phòng ban của họ. Vậy anh mà không có phòng ban thì được liệt kê không? Bình thường không được liệt kê. Nhưng bây giờ tôi muốn liệt kê hết nhân viên. Còn anh không có phòng ban thì kệ. Có hiểu không? Kệ không? Vẫn liệt kê cho tôi để tôi biết là có phòng hay không có phòng rồi tôi còn phân phòng chứ. Đúng không? À, tại vì nhiều người họ muốn biết tất cả những cái nhân viên và phòng ban tương ứng. Để có những ông chưa có phòng ban thì tôi phải cho ông vào phòng nào đấy. Ví dụ như vậy. Để tôi check, đúng không? Vậy mục tiêu của tôi là tôi lấy hết tất cả nhân viên. Và thêm nữa đó là cái phòng ban kèm theo. Đúng không? Ok. Hiểu không ạ? Được chưa? Vậy sao? Nhìn nghe nè, ta nghe nha. Vậy ta sẽ phải là liệt kê toàn bộ nhân viên. Ok. Left join ha. Liệt kê hiển thị. Cái kỳ quá hiển thị. Toàn bộ nhân viên và phòng. Thông tin phòng ban và tên phòng. Tên phòng của họ đúng không? Đúng không? Tên phòng của nhân viên đó thuộc về. Đúng không? Vậy cái quan trọng của ta là liệt hiển thị toàn bộ nhân viên. Được chưa? Ok. Đúng. Rồi. Ta sẽ sao? Nếu như này thì là không ăn thua. Bởi vì như này là nó chỉ liệt kê những nhân viên nào mà có phòng ban được kết thôi. Anh không có phòng ban không được. Thì ở đây các bạn thêm cho cô là cái nào mà liệt kê toàn bộ thì các bạn dùng cái left. Trời. Thấy không? À thế thôi. Thêm chữ left thôi. Các bạn nhìn nha. Dữ liệu không được kết thì nó để null. Có đúng là tôi order by nhìn cho dễ nha. Order by mã phòng ban. Tên đi. Tên phòng ban. Để nó sắp xếp các bạn nhìn cho dễ. Đây. Ba anh Nghĩa, anh Tâm này. Có phải là có kết nối đúng không? Được chưa? Còn anh mà không được kết vẫn được lấy ra đúng không? Và chỗ không có kết nó để là nôn thấy không?
Hiểu chưa? Đó là kết trái, kết phải tương tự. Kết phải thì ta để right. Cho anh. Ok. Ví dụ tôi liệt kê tất cả phòng ban, đúng không? Và nhân viên tương ứng, đúng không? Đúng không? Hoặc là liệt kê nhân viên và các cái toàn bộ cái phòng ban mà có nhân viên thuộc về, đúng không? Toàn bộ nhân viên. Thì ví dụ như vậy ta dùng cái right cũng y chang như vậy. Nhưng các bạn dùng cái right thì nó liệt kê hết của phòng ban, nó chỉ đổi chỗ thôi mà. Cũng y chang cái điều kiện này, nhưng mà right choi ta khỏi order by. Nếu cần thì các bạn order by theo gì đấy, tên nhân viên, họ tên nhân viên để các bạn nhìn, hoặc là mã nhân viên. Rồi chạy nè, right out join thì nó sẽ join, nó sẽ gì đấy, nó liệt kê tất cả những tất cả phòng ban, hành chính, kế toán, kỹ thuật, đúng không? Cái phần nào mà không được tham chiếu nó để là gì đấy? Non. Ok. Cái nào phòng nào không được tham chiếu? Phòng hành chính có không? Không. Cho nên nó sẽ không được tham chiếu, nó để non. Còn hai phòng này có tham chiếu không ạ? Có. Vậy nó sẽ liệt kê tất cả những cái gì ở trong bảng bên phải. Còn left là liệt kê tất cả những cái gì ở bảng bên trái. Đúng không ạ? Bảng bên phải nó không được tham chiếu, nó vẫn được liệt kê ra những cái chỗ không được tham chiếu, nó để là no. Ok. Cô hiểu không? Còn full out to join thì sao? Full join thì sao? Rồi bây giờ tôi hỏi nha, đố các bạn nó lấy ra bao nhiêu bản ghi, bao nhiêu dòng? Ví dụ cái này nó lấy bao nhiêu dòng nào? Nó sẽ có mấy dòng chung rồi đã? Theo các bạn có mấy dòng chung? À, 3 dòng chung. Vậy left nó sẽ lấy 3 dòng chung cộng thêm gì đấy hả? Hai nhân viên không được được cho hay là mấy dòng? 5 dòng. Vậy ở đây có mấy dòng chung? 3 dòng chung với right join thì có mấy cái dòng mà không được join? Vậy nó tổng mấy dòng? 1 với 3. À, ông này ông nói nhanh vậy. Full join sẽ là 6, còn cái này 4 đúng không? À, full join thế là 6. Đấy, các bạn không cần chạy, các bạn đã biết được kết quả nó sẽ là như thế nào rồi. Đúng rồi. Ồ, cô ví dụ cô lập trình đâu, cô phải cần code đâu. Đâu cần phải lập code mới biết được đâu. Các bạn có thể lập trình trên giấy mà. Tôi có thể vẽ được giải thuật, tôi biết được là à nó chạy như nào, nó viết code như nào luôn. Các bạn viết code quen nó vậy đó, nó biết trước được nó là cái gì luôn. Vậy có mấy dòng? 6 dòng. Đúng chưa? Nghĩa là những cái gì mà không được tham chiếu cả hai bảng nó lấy ra hết. Vậy đó là outer join. Có hiểu chưa? Được chưa? Ok chưa? À, vậy ta được cái gì rồi? Nhanh không? Demo thấy nhanh đúng không? Ok, ổn. Tích nè, nhân nè, rồi try nè, inner try nè, bây giờ self try. Được không? Bây giờ sẽ hướng dẫn một cái self try. Self try thú vị lắm. Cô mô tả này là mô tả trên dữ liệu, các bạn nhìn sẽ rất là dễ. Hiểu không ạ? Nói lý thuyết xuống không hiểu đâu. Đúng không? Ok. Rồi bây giờ ta sang cái anh treo self-choice. Là anh này. Thấy cái này không? Ngày xưa bọn cô là làm cái này nó để như này nè. À, thế là ông sếp ông bảo là cái này gọi là cái liên kết gọi giống cái tai heo. Tai con lợn, tai con heo á. Chả hiểu sao lại là tai heo. Nó như này nè, cái cục này mắc cười lắm. Đấy. Đấy, cái này gọi là self-choice nó dùng nhiều lắm các bạn. Nó dùng nhiều lắm. À, ví dụ như là các bạn phân loại, ví dụ như category á, phân loại, phân cấp á. Phân cấp á, ví dụ như cái này hay phân cấp tin tức á. Thì tin tức có tin xã hội, tin kinh tế, tin chính trị, pháp luật đúng không? Trong tin, ví dụ như vậy, trong tin
pháp luật thì nó có là pháp luật đời sống, pháp luật gia đình, pháp luật gì đó tùm lum. Nó lại chia thành cấp nhỏ. Nếu mà cứ mỗi cấp các bạn lại làm một bảng, mỗi cấp là một bảng thì không biết bao nhiêu bảng cho vừa. Và cái sự mở rộng nó rất là kém. Thì bây giờ người ta làm một bảng thôi. Trong một bảng sẽ có một cái cột, có một cái cột tham chiếu á. Nó làm sao cho nó, thì cái loài gì nó cũng thuộc category hết mà, đúng không? Đúng không ạ? Nhiều tin xã hội nó cũng là category, đúng không ạ? Xã hội, xong trong xã hội lại có gia đình và đời sống thì nó lại cũng là category, nhưng này là con của anh kia. Tức là cùng phân loại, nhưng mà cái này lại phân cấp cái kia, hiểu không? Chia nhiều cấp. Thì các bạn lại lấy nó roi vào chính nó, đúng không ạ? Thì các bạn chia bao nhiêu cấp cũng được, và không cần phải thêm bảng, hiểu không ạ? Đấy, giống như các bạn lớp học cũng vậy thôi, hoặc là nhân viên cũng thôi. Với các bạn có một ông trưởng phòng, ông trưởng phòng sẽ có hai ông phó phòng, hai ông phó phòng sẽ có năm ông leader, năm ông leader, mỗi ông leader lại có năm nhân viên, chia nhỏ như vậy. Nếu các bạn cứ mỗi cái các bạn thêm một bảng thì là tiêu, hiểu không ạ? Cho nên các bạn chỉ làm một bảng thôi. Và leader của ai hay là báo cáo cho ai, nó lại dựa vào cái khóa phụ này. Ok, vậy ta xem khóa phụ này nhá. Rồi, ba ông này select lại ha. Select sao from nhân viên. Cô select này để các cô có cái dữ liệu ha. Ví dụ hai ông này ở phòng kỹ thuật 1. Ví dụ như ông NV2 báo cáo cho ông NV1 đúng không? Thì tôi dữ liệu tôi sẽ để đây đúng không? À, để đây là cái gì đấy? NV001 được không ạ? Ví dụ ông này, ông Văn Thành, ông cũng báo cáo cho ông cây NV001 thì lại tôi để đây đúng không? Ok, rồi bây giờ tôi sẽ để dữ liệu như sau. Nhân viên, click chuột phải, tôi sửa dữ liệu tại chỗ, khỏi mất công. Bây giờ tôi ăn Văn Thành này mới báo cáo cho ông 001 thì chỗ này tôi để là NV1, 2, 3, 4, 1. Rồi, anh này phòng hữu nhân cũng báo cho NV 1, 2, 3, 4. Ok, được chưa? Rồi, hai anh còn lại sẽ báo cho ai? Hữu Nghĩa đi, đúng không? Hữu Nghĩa thì anh Văn Thành, anh Hữu Nhân, anh Văn Thành, anh Tâm này, anh Tâm này báo cho anh Hữu Nghĩa đi. NV Hữu Nghĩa là mã bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 4. Được chưa? Vậy ở đây ta thấy có mấy ông leader? Một ông leader, hai ông leader, ông Nun là leader đúng không? Rồi, bây giờ đơn giản thôi. Tôi sẽ liệt kê tất cả những ông là leader, đúng không? Đây. Rồi, sao choi nè. Đơn giản trước, tôi liệt kê tất cả những leader thôi. Select mã nhân viên, select sao trước đi. Rồi các bạn lấy cái cột ra dễ hơn. Đây, cô chỉ các bạn cách gõ nè. Đầu tiên cứ select sao trước, sau đây cái chỗ sao này sửa lại thì nó sẽ tự nhảy cho các bạn. Các bạn đỡ phải ghi mã nhân viên. Keep silent please. Tên nhân viên, ok. Được thôi. Tôi kiểm những ông leader thôi. Quế báo cáo, người báo cáo hả? Người báo cáo is noon. Is noon. Không phải là bằng noon mà là is noon. Có phải được hai đồng chí này không? Rồi. Hai ông này lead rồi đó. Bây giờ tôi nè. Tôi liệt kê, nghe nè. Tôi liệt có nhiều cách để họ để đặt câu hỏi lắm. Tôi liệt kê các nhân viên và cái lãnh đạo của người ta, tên lãnh đạo của người ta, tên người quản lý đúng không? Liệt kê toàn bộ nhân viên và tên người quản lý, đúng không? Ok. Cái anh mà nun thì sao? Tôi sẽ giải quyết cái vấn đề nun cho các bạn ha. Ok. Liệt kê
toàn bộ nhân viên. Đấy, cái chữ toàn bộ đó, nhân viên. Và cái chữ toàn bộ là phải phải có từ gì nhỉ các bạn nhỉ? Lép choi. Nếu không lép choi thì ông này không còn ra. Rồi thôi thôi, tôi sẽ chữ toàn bộ tôi để sau nhá. Tôi sẽ các bạn làm hai lần ha. Liệt kê nhân viên và liệt kê nhân viên và người quản lý trực tiếp. Ok chưa? Thì đầu tiên sẽ là gì đấy? Select tuyển. Đầu tiên là select gì tuyển? Ha? À, sao from. Hả? Nhân. Ừ, bảng sao from đó là bảng không có cột nhá. Ok. Rồi. Gì nữa? Cái gì? À, trời. Cứ nói kết là phải cho rồi. Rồi cho gì? Ô, nhân viên luôn. Sao nó phân biệt được? Có một cách khi nãy ta vừa học á. Có một cách khi nãy vừa học á. À, đặt tên. Cái này là bảng này tôi coi nó là nhân viên. Còn bảng này tôi coi là quản lý. Được không? À, đặt tên thôi. Đúng không? Ừ. Để phân biệt. Ok, chính xác. Rồi, on gì? On. Nhân viên chấm. Mã gì đây? Mã người báo cáo. Tại vì cái mã người báo cáo này phải join với, tức là phải, tại anh nhân viên á thì không phải lấy cái mã của anh ấy đâu, mà là mã mà trưởng phòng của anh ấy mới join với cái bảng trưởng phòng, lấy cái mã trưởng phòng kia. Có hiểu không? Nếu tôi là đặt nhân viên là trước thì tôi là được bằng phụ mà, cho nên mã phải lấy mã cái người báo cáo cơ. Hiểu không? Hiểu hiểu ý không? À, cái này rất là vui. Bằng quản lý chấm. Cái này là mã gì đây? Mới là mã nhân viên của ông quản lý nè. Mã nhân viên của ông quản lý phải choi với mã cái người quản lý của cái ông nhân viên kia. Hiểu không? Tại vì các bạn sẽ có các bạn sẽ có hai bảng. Một bảng sẽ là nhân viên, một bảng sẽ là liệt kê những người quản lý, đúng không? Hiểu ý không? Thì người quản lý sẽ có nhiều nhân nhân viên. Vậy tôi sẽ liệt kê nhân viên trước, đúng không? Sau tôi cho cái mã người quản lý với cái bảng quản lý của ông kia, đúng không? Có hiểu hiểu ý không? À, rồi, ok. Các bạn sẽ lấy. Trời ơi, nó dài. Tôi lấy một vài thứ thôi. Ha. Đây, tôi lấy thứ nhất là mã nhân viên nè. Cái này là nhân viên chấm mã nhân viên nè. Đó, phẩy nè. Nhân viên chấm tên nè. Đó, phẩy nè. Trưởng quản lý nè, trưởng phòng nè. Chấm khỏi mã nhân viên tên đi. Mã. Rồi, mã luôn đi. Trưởng quản lý chấm mã. Ok. Rồi, ta coi nha. Nó ngắn ngắn thôi, các bạn nhìn cho dễ. Có phải Thanh Tâm này là lính của Hữu Nghĩa không? Văn Thành là lính của Thanh Tâm, Hữu Nhân lính của Thanh Tâm, đúng không? Ok. Thanh Tâm này mã khác, Thanh Tâm này mã khác nha. Lớp trường mình, lớp mình có hai Thanh Tâm giống nhau. Đúng không? Khác mã thôi. Được không? Hiểu hiểu không? Hiểu lấy ra chưa? Tức là ông rồi bây giờ nhưng mà có những nhân viên họ có quản lý, nhưng mà nhân viên không có quản lý thì sao? Tôi sẽ gì đấy ạ? À? Lép choi.
xin lấy hết, copy đi, copy ra để các bạn phân biệt hai cái này. Đấy, ok, bôi chảy. Ồ, có đúng là ông Thành Tâm đến quản lý rồi thì ông làm gì có ai quản lý ông đâu, đúng không? Nó với 001 nè, thấy chưa? Ông thứ hai là Hữu Nghĩa này, anh ông sếp rồi, giờ ông không ai quản lý. À, nếu không ai quản lý thì nó để nun, nhưng mà các bạn sau này á mà để nun á thì cũng khó để xử lý hả? Không không, ý là nó khó xử lý sau này các bạn lỡ viết code á thì các bạn sẽ là như này nè. Một là các bạn để mã nó là không, hiểu không ạ? Đó, hoặc là như nào đấy, ví dụ như vậy, hoặc là các bạn xuất ra một thông báo thì cô có một cái cách xử lý như này. Is nun ha, một cái hàm rất là hay nếu mà nun các bạn thay thế nữa. Ví dụ như này nha, các bạn trường hợp này mà nun là không được nè. Ví dụ như các bạn tính tiền, hiểu không? Tính tiền của tổng số tiền mà người này bán được, mà người này không bán cái gì cả, nghĩa là khi cộng lại là nó nun mất, hiểu không? Nó không có truy vấn, nó không có ra, không có ra nó sẽ để nun, mà nun thì không xử lý được, cho nên phải chuyển nó về không, hiểu không ạ? Đấy, ví dụ cô sẽ ví dụ như sau, các bạn viết cái hàm là is nun. À, nếu mà nun, à nếu là nun thì, nếu cái này là nun thì tôi lấy một cái giá trị nào đó tùy tôi. Cái giá trị đằng trước là giá trị của cái trường đó, giá trị đằng sau là giá trị thay thế. Vậy cái hàm này nó sẽ xử lý như nào? Hàm này nó sẽ xử lý như sau: nếu cái giá trị này là không nun, khác nun thì nó lấy giá trị này, nhưng nếu giá trị này mà bằng nun thì nó sẽ lấy giá trị đằng sau. Hai ví dụ như vậy, ví dụ như vậy, ok. Hi, thấy không? Nghi đúng không? Ok, được chưa? Còn các bạn có thể thay bằng số 0 được không? Hoàn toàn được, đúng không ạ? Thay bằng cái gì cũng được, số thì các bạn thay bằng 0, cái gì cũng được, đúng không ạ? Hiểu không ạ? Đấy, đó là cái hàm rất hay mà các bạn sau này các bạn mà lập trình mà nó nhiều phức tạp lên á thì sẽ làm nhiều. Okay. Is known rất là hay. Đó là cái xử lý trường hợp nó bị nôn. Ok. Vậy cái này là trường hợp gì đấy? Treo choi, đúng không ạ? Treo choi các bạn hiểu cách làm chưa? Ơi nói. Ở đây. On dưới. Hả, chỗ nào không hiểu? À, cái này là hai cái bảng nó trùng tên, đúng không? À, và một bảng các bạn coi nó là bảng, tại vì các bạn phải phân biệt giữa nhân viên và quản lý mà, đúng không? Tôi phải biết là nhân viên này sẽ có ông quản lý nào, đồng ý không? Vậy hai bảng này là nằm trên một bảng, đúng không? Thì tôi phải coi cái thứ nhất sẽ là bảng nhân viên, coi cái thứ hai sẽ là bảng quản lý. Có hiểu không? Đấy, ta phải coi như vậy thì mới lấy ra được chứ, hiểu không? Hiểu chưa? Đấy, còn cái việc mà cách NV hay là cách quản lý đó, QL đó, thì cái đấy là việc các bạn phải đặt tên nó để các bạn gọi, không hai cái nó giống tên nhau sao gọi, hiểu ý không? À, đặt tên nó để các bạn gọi. Ok, được chưa? Rồi, cô sẽ làm cái group buy và having chưa, còn nhiều lắm. Cô sẽ demo các bạn cái group buy và having, tại vì sao cái group buy này sau này dùng rất là nhiều, và khi kiểm tra cuối môn á, hoặc làm bài á, thì các bạn sẽ làm bài group buy nhiều lắm, hiểu không ạ? Đấy, nhóm đó, và nó nằm ở trong cái bài trước, nhớ không? Đó thì nó là khó, không phải dễ nha. Rồi, vậy ta coi lại cái này của ta.
vai trò số giờ. Đây, đây ta qua bài này, ta qua cái hai cái bảng này. Hai cái bảng này từ nãy giờ chưa làm cái gì đúng không? Đó. Bây giờ ta sẽ nhập dữ liệu vào dự án. Và ta sẽ xem dự án nè, có nhân viên nào cho vào nè. Đúng không? Ngày nè, ngày tham gia, ngày kết thúc nè. Số giờ nè, vai trò là gì? Đúng không ạ? Chức vụ ạ, trong đấy là cái gì? Ok. Rồi bây giờ nhìn nè. Thực ra nếu mà lấy ở được cái này demo á, thì nó không có nhiều dữ liệu bằng cái adventure work đâu. Nhưng mà thôi được rồi, tôi sẽ làm cái này trước. Tại vì bây giờ các bạn mà phân tích ra adventure work các bạn này cũng khó hiểu hơn nữa. Tại vì dữ liệu adventure work để các bạn hiểu như khi nãy các bạn hiểu á, là phải phân tích nó có bán hàng như nào, rồi có giá như nào, vân vân. Ta qua cái này ha. Cô sẽ nhập vào dự án, cô sẽ nhập một vài dự án và cô sẽ cho nhân viên vào cái dự án này. Được không ạ? Đây, dự án này. Mã dự án là dự án 001. Tên dự án là ví dụ như chung cư gì đó. Chung cư Karina hả? Gina hả? Không nhớ tên. Ngày bắt đầu là 11 tháng 11 năm 2011. Ngày kết thúc dự án là 11 tháng 11 năm 2018. Thế dự án 002 Novaland chẳng hạn. Đó. Thế. Ok. Rồi. Các bạn sau này các bạn làm một cái ràng buộc các cô là ngày kết thúc dự án nó phải sau cái ngày bắt đầu. Hiểu không? Chứ mà ngày kết thúc mà trước cái ngày bắt đầu là hơi bị mệt. Đúng không? À, các bạn phải làm cái check. Đúng rồi. Dự án 001, dự án 002 nhá. Rồi cái này có quản lý dự án ở đây. Ví dụ như dự án 001. 001. Mã dự án, mã nhân viên là NV12341. Ngày tham gia 11 tháng 11 năm 2011. Ngày kết thúc là 11 tháng 11 năm 2012. Số giờ là làm được là 40 giờ. Vai trò là not available. Ok. Rồi, dự cũng dự án 001 này. Nhưng anh này là nhân viên 00 NV00002. Được không? Làm một năm mà có 40 tiếng à? Người ta một tuần đúng không? Đấy, ông này ông 100 giờ. Ví dụ như vậy. Rồi, cái đấy là dành cho dự án 1. Được chưa? Đấy, cái dự án 2. Lưu ý nè, khi nhập liệu nhá. Bản thân mã dự án và mã nhân viên nó làm là khóa chính thì nó sẽ không trùng nhau theo cặp. Bây giờ cô làm mà trùng nhau là nó lỗi. Cô làm cái này là dự án 001 vào đây. Mà ở đây cô để là nhân viên 00002 là nó lỗi ngay. Tại vì nó sẽ không trùng nhau theo cặp. Hiểu không ạ? Đấy, tính theo cặp là không được trùng. Đó. Nhân viên 00 không mấy ạ? 03 thì ok. Dự án 2 đi nhỉ? Dự án 2 đi nhé. Đâu rồi? Ok. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Đó, số giờ là 20. Giờ như vậy. Rồi nghe nè, các bạn nghe nè. Cô bây giờ cô muốn đếm xem mỗi nhân viên sẽ làm được bao nhiêu giờ. Cô hiểu không ạ? Nghe nha. Mỗi nhân viên, một người có thể cho nhiều dự án. Ví dụ như anh 01 này có thể cho vào dự án 2. À,
anh 01 này thì anh có thể cho em vào dự án 0002. Bởi vì là anh cho thoải mái. Đúng không? Anh có mấy giờ à? 60 giờ, 70 giờ nữa ở dự án 2. Cái ngày nó chỉ khác thôi. Vậy một anh này nào cho tự. Một người này có thể cho nhiều dự án. Đúng không? Một dự án thì có thể có nhiều người. Bây giờ tôi muốn tính xem cái người này được làm bao nhiêu giờ thì tôi phải tính tổng nó lại, đúng không? Tổng của người này, đúng không? Đúng chưa? Hiểu à? Phải sum nó lại. Được không? Không, sum từ trên xuống dưới là tổng giờ đấy. Sum của anh 01 thôi. Hiểu không? Ờ, hay quá. Copy dữ liệu qua Excel tính NV 02342. Ờ, cái này anh này làm được 50 giờ. Nghe, nhìn à, nhìn cái dữ liệu nha. Một select sao from quản lý dự án, đúng không? Rồi, thấy dữ liệu chưa? Bây giờ tôi muốn tính mấy giờ đây, nhìn nào. Yêu cầu bài toán là nghe là các bạn tự phân tích nha, cô không phân tích nữa. Để coi các bạn phân tích có đúng không nha. Liệt kê nhân viên gồm hiển thị nhân viên gồm. Khi mà nói gồm là các bạn phải liệt kê đúng ở trong cái đề bài. Mã nhân viên, tên nhân viên và tổng số giờ của nhân viên đó. Ồ, vậy ta sẽ có mấy trường các bạn phải hiển thị ra. 3 trường. Nhìn sơ sơ có mấy bảng Lào. Đúng rồi. Và bây giờ làm đi. Nào, ai làm được nhanh công điểm. Kiệt đâu? Hưng giơ tay hả? Hưng lại lên. Mình phải làm sai, mình biết mình sửa. Đúng rồi. Đó gì vậy? Đúng rồi. Làm gương nhá. Hả? Cái làm sai. Rồi ai đọc nào? Ta đọc từ từ thôi. Đầu tiên phải làm gì? Đây đó. Không nên nói từ vậy trong lớp. Đúng rồi. Bạn dùng rất chuẩn. Không manh động. Rồi anh gì nhỉ? Chí. Đứng lên đi chí. Chí Quảng Trị. Rồi đứng lên đi chị. Đừng nghe nói. Rồi nói đi cô gọi cho. Cô làm Select, ok. Em đứng đi. Đứng. Nó hoành tráng. Mình chơi khỏi mã nhân viên. Rồi. Tên nhân viên. Có sao đi. Sao cơ? Cười thôi. Chỗ này có để là gì đấy? Mã đúng không? Phải. Tên nhân viên.
Rồi. From rồi giờ sao from nữa, một from. Choi phải có gì? Hơn. Choi phải đi với gì? Giờ gì vậy? Rồi. On gì? Bằng chấm tra cứu nhân viên hả bằng gì bằng quản lý dự án chấm nó lỗi gì đấy ở dưới ở trên mình ở là bằng nhân viên chấm bằng nhân viên chấm bằng nhân viên ờ đúng rồi ai vậy? Hưng à Hưng? Hưng thích xóa không Hưng? Ờ, tôi nghe rõ ràng. Rồi tiếp. Được chưa? Tính tổng như nào? Que. Số giờ. Phải điều kiện. Rồi. Rồi, đúng rồi, bỏ đi. Sao? Đây đúng không? Đây đúng không? Chuẩn. Rồi. Rồi. Đúng không? Được chưa? Chạy nữa thôi. À, ông này thông minh. Ừ, chạy đi. Column nhân viên, máy nhân viên is invalid in select list because in content and either aggregate function. Rớt bài. Đúng rồi, chính xác. Hay lắm. Gì nữa? Quản lý gia phải hả? Không có bỏ đó rồi quản lý gia gõ luôn à? Không có bỏ đó là cái gì? Bỏ nhân viên hết rồi bỏ nhân viên cái mày hết rồi cái mày bỏ lấy hai cái chơi đó hai như nào nói nó ra vui biết quản lý nhân viên quản lý dự án lộn Đứng thứ ba thì không thấy chấm.
đề thử đi cô. Nó bảo về nhân viên chậm mãi nhân viên, nó không nằm ở trong cái group bài. Và chỗ này sẽ thay quản lý dự án bằng gì đấy? Đấy được không? Ờ, rồi gì nữa không? Rồi chạy thử đúng không? Nó bảo gì? Ờ, cho sao? Thêm vô hả? Thêm vô đây là phải đúng không? Được chưa? Chạy thử ha. Ok không? Ờ. Ra chưa? Ở đi về, thank you. Ông không biết là ông đúng gì đâu. Rồi. Ok. Giỏi. Rồi ok. Rồi nghe con hướng dẫn nè. Hả? Thôi để con hướng dẫn nè. Ta sẽ có 5 cái hàm. 5 hàm đấy gọi là 5 hàm tập hợp. Hiểu không ạ? Hàm thứ nhất là hàm sum. Hàm thứ hai là average, là trung bình. Hàm thứ ba là hàm count, là hàm tính đếm. Hàm thứ tư là max. Hàm thứ năm là min. Thì 5 cái hàm này được gọi là hàm tập hợp. Hiểu không ạ? Aggregate function, hàm tập hợp. Thì hàm tập hợp là có đặc điểm gì? Nó có đặc điểm là nó làm việc trên tập hợp. Hiểu không ạ? Nghĩa là làm việc trên số nhiều, trên tập hợp. Ví dụ như này, tôi tính trung bình. Trung bình thì phải là nhiều cái mới tính ra trung bình. Hiểu không? Mới gọi trung bình. Hay là tính tổng thì tổng sum của nhiều cái, đếm và đếm nhiều cái. Và max thì max của gì ạ? Lớn nhất của một tập hợp hay là nhỏ nhất của một tập hợp. Thì những hàm đấy thì được gọi là hàm tập hợp. Và hàm tập hợp có hai cách dùng. Dùng thứ nhất là tính tổng toàn bộ. Tổng toàn bộ nó như này nè các bạn. Select. Đây, như này là tính tổng toàn bộ nè. Ok, không cần group by nè. Nghe. Như này cũng dùng hàm sum mà không dùng group by. Select sum. Số giờ. From. Ờ, quản lý dự án hết. Đúng không? Nhưng mà không thêm được cột gì từ 280 giờ của toàn bộ hai cái dự án đấy. Nhưng các bạn thêm bất kỳ một cột là nó sai. Nó không thêm được cái gì hết. Thêm chạy không cần chạy lỗi rồi đó. Hiểu không ạ? Ok. Nó lỗi. Vậy muốn thêm cái này nghĩa là các bạn xung theo nhân viên rồi. Thì phải nhóm theo nhân viên. Đúng không? Tính giờ theo nhân viên các bạn phải nhóm. Trường hợp mà để thêm bất kỳ một trường nào đấy, bắt buộc phải để group by. Nhóm theo nhân viên, chấm mã nhân viên chẳng hạn. Đó. Ấy, gì vậy? À quên, sorry. Xin lỗi các bạn, quản lý dự án. Ôi, xin quản lý bán hàng thôi. Sorry. Đây. Đúng rồi, các bạn nhìn ra hay thật đấy. Cô cứ lộn tung lung đó. Thì phải group by, không group by là lỗi nha. Chạy dòng thế này nè, không chạy dòng dưới nè, nó lỗi ngay. Thấy không ạ? Nó bảo là cái quản lý nhân viên này nó không nằm trong cái group, cái nhóm mình để group by. Nó bắt buộc thêm một cột nào đấy là phải có group by. Đấy, chạy group by là hết lỗi. Ok. Xong chưa? Rồi, trường hợp thứ hai này nhìn nè. Trường hợp mà cô lại muốn lấy họ tên thì họ tên lại nó nằm ở bảng gì? Nhân viên. Cho nên bắt buộc phải cho nhân viên về quản lý dự án. Nếu ở đây cô bỏ cái tên đi, ở đây cô sẽ bỏ tên đi, thì các bạn thấy là cô chạy như này đủ. Ok chưa? Nhưng nếu như cô thêm họ tên, cô thêm bất kỳ một cột này ở đây, bất kỳ một cột nào ở cái phần select, thì cái phần group by phải thêm vào. Nếu không thêm vào nó bảo lỗi ngay. Tại vì nhóm nó phải nhóm với điều kiện các cột đằng trước. Hiểu không ạ? Miễn là trừ cái anh này ra nè, sum ra. Còn lại ở trên này có bao nhiêu cột thì ở cái phần mệnh đề này phải có bấy nhiêu.
bấy nhiêu cột, mảnh đường group by có bấy nhiêu cột thì nó chạy không bị lỗi. Đúng chưa? Ok. Rồi. Có những anh không có giờ nào thì sao? Chỗ này các bạn để là liệt kê tất cả, chỗ này để gì? Left choice. Đúng rồi. Tôi liệt kê tất cả nhân viên. Đúng không? Các bạn nhìn nào. Chỗ này nó để thành gì đấy? Nôn mất tiêu rồi. À, cái trường hợp khi nãy demo đúng không? Đúng rồi, rất tuyệt vời. Is nôn. Kiểm tra nếu nó nôn thì tôi để là không. Được chưa? Ok chưa ạ? Chạy thử nha. Hay không? Không làm giờ nào để là không. Để nôn là trật. Đúng không? Trong trường hợp này để nôn là không tính toán được đâu nhá. Rồi, cái thứ hai nữa, cái này có tên không? À, đặt tên S, chính xác. S gì đấy? À, tổng số giờ. Trời, lớp này giỏi quá. Giỏi quá đi. Được chưa? Xong chưa? Ok, rồi nghe. Nghe nè, having. Having với mệnh đề where. Như này nha. Mệnh đề where luôn luôn đặt trước group by. Having luôn luôn để sau group by. Ok. Nghĩa là sao? Nếu các bạn để mệnh đề where thì where nó lọc trước khi nhóm. Hiểu không? Lọc trước khi nhóm. Còn group by, cái having là lọc sau khi đã nhóm rồi. Ok. Ví dụ trong trường hợp này tôi muốn kiếm là anh nào mà có cái tổng số giờ bằng 0. Đúng không? Where thì đâu có tổng được. Where làm gì có tổng số giờ? Khi đấy phải có ha. Having. Having gì ạ? Is known tổng số giờ. Cái này bằng. Nó không lấy cái chỗ chữ tổng số giờ đâu. À, bằng không. Ok. Chạy nhá. Dạ anh hiểu nghĩa chưa? Thì lưu ý là having nó chỉ dùng, nó cũng là điều kiện. Hiểu không ạ? Nhưng mà sau group by. Còn where thì sao? Các bạn nhìn nào, where. Tôi chỉ lấy những cái anh mà nằm ở trong dự án 1 thôi. Hiểu không? Dự án 2 tôi không lấy. Thấy không ạ? Cái này là cả hai đúng không? À, tôi sẽ que cái tên dự án đúng không? Tên dự án. Có tên nữa em. À, mã cũng được đi, ta lấy cho vui. Mã dự án. Like. Like cũng được, bằng cũng được. Dự án 000 002 hay sao ấy. Đúng không? Kệ nó. Chạy. À, bỏ cái này, bỏ cái having đi. Tại vì tôi lấy không thì nó hết mất rồi đúng không? Hoặc tôi để lớn thì nó bằng không. Để cho vui vậy đó. Đấy. Chạy. Đúng là lấy anh dự án 2 không? Lấy anh dự án 2 thôi. Dự án 1 không lấy. Vậy anh Tâm là dự án 2, dự án 2, 3 anh dự án 2 đúng không? Đây tôi coi lại có đúng không? Select sound from quản lý dự án. Có đúng là dự án 2 của 3 anh đấy không? Và 70 giờ, 50 giờ, 20 giờ thấy chưa ạ? Ok. Đây, cái này là lọc gì đấy ạ? Lọc trước khi nhóm. Và having là lọc sau khi nhóm. Vậy thôi. Hiểu không? Đơn giản vậy thôi. Đấy, thì các bạn phải phân biệt hai cái đấy. Cái đó là toàn bộ những cái gì ta vẫn còn thiếu các bạn. Cô vẫn thiếu các bạn một cái nữa là lồng. Cô lệnh lồng. Ok. Bữa sau cố gắng giờ lab. Nếu mà cô ngồi cô quay clip cho các bạn. Cô ngồi cô vừa giảng cô quay luôn cho các bạn thì càng tốt ha. Thôi. Vậy thôi.